làm mất đời con gái vô tay của anh này rồi. Dạ. Sợ không? À, thật ra thì em cũng không sợ đâu. Cái chuyện đó thì thật ra là cũng quan trọng. Ừ. Nhưng mà nếu mà bạn này không tốt á thì em cũng không ngại. Ừ. Dạ. Ừ. Một phần là biến cố của gia đình, từ biến cố của gia đình. Cả hai gia đình đều có biến cố. Nói chung các bạn này là sinh viên, cơ hai đứa không thể là tiến tới hôn nhân được. Vẫn kéo dài mối tình đó em nhau được bao năm thì ba em mất. Xong là em phải về quê với mẹ luôn. Tại vì lúc đó mẹ đang bệnh, em ở một năm với đó. Nếu mà ba em mất là hàng giống như là em là bị chết á, em trở thành một con người khác luôn. Ảnh thì lúc đó ảnh đi làm ở trên này rồi, em đòi chia tay suốt. Cứ một ngày là em phải nhắn tin chia tay 2-3 lần. Được cái ảnh rất là kiên trì luôn. Sau cái đám tang của ba năm. Dạ. Rồi sau lại không cưới liền đi. Dạ, khi đến khi cô ấy chịu tang 3 năm của ba cô ấy thì đến ông nội của em mất. Rồi chịu tâm mấy năm nữa? Dạ cũng 3 năm. Vì bạn em là cháu đất tô. Khi ông nội em mất thì đến bà ngoại mất. Trời ơi. Mất 3 người trong 8 năm. Dạ. Đó. Tên là Nguyễn Nhật Minh, năm nay em 27 tuổi. Nghề nghiệp của em là tài xế chạy xe hơi. Dạ em chào chị Hồng Vân, chào Quốc Thuận. Em tên là Phan Thảo, hiện tại đang là sale ở bên ngành làm đẹp. Dạ. Hàng gì đẹp quá. Rồi hai em quen nhau như thế nào? Cũng là một dịp tình cờ, là quê của cô này thì đang tổ chức đám cưới. Em cũng về đó với lại mẹ của em, tại vì mẹ của em á là bạn của cậu em. Dạ. Dạ. Thì vô tình về thì hai vợ chồng gặp nhau với đó. Lúc em gặp anh này á, em không để ý gì luôn á. Chỉ có ấn tượng là mỗi lần mà em đi đâu, cái em quay lại là thấy anh đứng kế bên em. Ủa sao vậy em? Tại vì em thấy cổ xinh, em dễ thương. Nếu mà em bị cuốn hút. Em lộ luôn từ lúc đầu luôn. Có như gặp cái là em giống như em bị choáng liền đúng không? Dạ cảm đúng rồi. Em thích. Trong khi vợ thì không có cái... Không để ý gì. Tại vì đám cưới dưới quê á, là hầu như mọi thứ đều là tự tổ chức, tự nấu ăn, rồi tự trang trí. Cứ em thổi bóng cái là quay qua thấy ổng đứng thổi bóng với em. Xong cái thổi bóng xong cái em ra em quét sân, cái thấy ổng cầm cái chỗ mới sân với em. Rồi. Chung là đi theo tò đó. Đó. Đến ngày hôm sau á, làm đám cưới xong hết rồi thì anh xin số điện thoại. Thì lúc đó thì em cũng là ở trên này, chỉ về quê chơi thôi. Bao lâu thì tụi em chính thức yêu nhau? Khoảng chừng vài ngày sau á thì em nhận được tin nhắn của anh này. Anh rủ em đi, anh sẽ dẫn em đi ở Sài Gòn những nơi mà anh biết, rồi anh dẫn em đi tham quan. Tỏ lời ông bướm liền gì. Dạ đúng rồi. Em có nhận cái tình cảm đó không? Lúc đó thì em cũng đang cô đơn. Xong rồi cái em mới nói để coi anh này anh làm cái gì. Tại vì cũng mồm miệng dữ lắm. Nhưng đến lúc đi chơi á thì rất là hiền, rất là dễ thương, kiểu không có vồ vập gì hết á. Đi với em cũng coi như giữ khoảng cách cho em rất là tốt. Không có kiểu mà bóc hốt gì hết. Dạ. Tầm khoảng 3 tháng hay 4 tháng gì đó thì em mới chủ động ngỏ lời làm quen cổ bằng là em gửi một cái bài hát. Thì cổ nghe cả ngày luôn. Sau đó đến cuối ngày thì em mới hẹn cổ đi chơi. Rồi em mới hỏi là tay em đâu rồi. Cổ đưa tay ra. Rồi em mới cầm tay cổ đặt lên eo của em. Cổ mới kêu là ủa vậy là quen rồi đó hả? Dễ thương vậy đó. Dễ thương quá. Còn trước đó là coi như trong 4 tháng trời quen với nhau là tay chưa có nắm. Dạ giữ khoảng cách. Không hôn, không nắm tay, không gì hết. Dạ, dạ đúng rồi. Đa phần là quận 7 mà chỗ đó là tối. Nhưng được các bạn này không bao giờ mà kiểu mà dê hay là có bất cứ hành động nào với em hết á. Nhưng mà sau cái 4 tháng đó, sau cái đêm mà nắm tay vô eo đó thì bạn có tiến triển vồ vập là bốc hốt giống như không còn giữ gìn đâu? Cũng không bốc hốt luôn chị. Bao lâu thì tụi em mới cưới? 8 năm. Mà 8 năm vẫn giữ khoảng cách luôn? Không, dạ không, cái đó là không có rồi. Rồi bây giờ bao lâu thì các em mới gần coi như là gần gũi với nhau mà thân mật nhau luôn? Đốt cháy khoảng cách. Từ lúc mà cô ấy ôm eo của em rồi á, là xác nhận là người yêu rồi đó, coi chỉ có những cử chỉ thân mật hơn. Cô cũng hay rủ em đi đến những chỗ mà nó lãng mạn phải không? Lãng mạn rồi nó tối những hạn như karaoke mà chỉ có 2 đứa thôi. Có làm gì không? Dạ không. Chào lần đầu tiên của các bạn là khi nào? Ấy ấy. Là ở đâu? Ấy ấy đó. Gần nhau vậy rồi đến một lúc thì em mới ngỏ lời rủ cổ đi Vũng Tàu chơi. Sau bao lâu yêu nhau? Dạ khoảng 7-8 tháng gì đó. Thì trước ngày hôm đó thì em mới qua chở cổ đi ăn uống. Rồi mới nói là thôi em có muốn đi đâu chơi không? Đưa em đi Vũng Tàu, em có đồng ý hay không? Thì vợ em từ chối đủ điều hết, không muốn đi. Đến khi đến về nhà đó, rồi em mới nhận được tin nhắn của cổ là ngày mai qua chở em đi làm. Khi buổi sáng đến nơi, gặp vợ em nguyên cái ba lô luôn. Vậy đó hả? Dạ. Là có nghĩa là lúc đó mới là xác nhận là đi Vũng Tàu hả? Dạ. Em hỏi đi đâu thì anh bà vợ em mới kêu là đi chơi. Vũng Tàu rồi vui không? Buổi tối á, thì ngồi mà đến khi mà quán mà đóng cửa luôn. Mới chịu về, tại vì không biết về để sẽ làm gì. Hồi hồn đó dạ. Đúng không? Rồi, để ta kể tiếp sao? Đi cuối cùng thì cứ sao? Nhảy vô hoài để người ta kể. Cuối cùng người ta phải từ từ đó. Lúc trước á, khi thuê phòng thì em thuê phòng đôi 2 giường để vợ bên em bên. Tối về là hai đứa nó cũng ngà ngà say rồi, 2 cái giường nó ghép lại 1 cái giường. Rồi chuyện gì đến nó sẽ đến.
Chuyện gì đó em muốn hỏi gì nữa không? Thì em muốn hỏi cái vụ sâu xa nữa. Chính thức là mất đời con gái vô tay của anh này rồi. Dạ. Sợ không? Thật ra thì em cũng không sợ đâu. Cái chuyện đó thì thật ra là cũng quan trọng. Ừ. Nhưng mà nếu mà bạn này không tốt á thì em cũng không ngại. Dạ. Vui rồi ha. Chưa, từ từ. Sao bạn có cảm thấy trách nhiệm không? Tại vì biết sao chị hỏi không? Tại vì hai bạn này sau đó là tới 8 năm sau mới lấy nhau. Tại vì ban đầu em đã xác định cô ấy là người yêu của em. Mà khi mà bước tiến một bước nữa thì em sẽ xác định cô ấy là sẽ là vợ của em. Đúng rồi. Sau chuyện đó đi thì tình cảm hai đứa càng kháng khích với nhau hơn. Hiểu nhau hơn. Vậy thì anh muốn hỏi là tại sao yêu mà yêu lâu như vậy, yêu tới 8 năm thì mới cưới? Vì một phần là biến cố của gia đình. Từ biến cố bên gia đình gì? Cả hai gia đình đều có biến cố. Nói chung lúc đó bạn này là sinh viên. Hai đứa không thể là tiến tới hôn nhân được. Vẫn kéo dài mối tình đó, quen nhau được bao năm thì ba em mất. Xong là em phải về quê với mẹ luôn. Tại vì lúc đó mẹ đang bệnh, em ở một năm dưới đó. Lúc mà ba em mất là hàng giống như là em là bị stress á, em trở thành một con người khác luôn. Ảnh thì lúc đó ảnh đi làm ở trên này rồi. Em đòi chia tay suốt. Cứ một ngày là em phải nhắn tin chia tay 2-3 lần. Được cái ảnh rất là kiên trì luôn. Mỗi lần em đòi chia tay cái là ảnh về. Anh chạy xe máy từ trên Sài Gòn về. Nhà em thì Long Thành. Ảnh về đến mức độ mà bà ngoại với mấy dì của em dưới nói là sao tự nhiên quay lại là thấy mày dưới đây vậy. Rồi sau cái đám tang của bà 3 năm. Dạ. Rồi sao lại không cưới liền đi? Dạ, khi đến khi cô ấy chịu tang 3 năm của ba cô ấy thì đến ông nội của em mất. Rồi chịu tang mấy năm nữa? Dạ, cũng 3 năm. Vì bạn em là cháu Đức Tôn. Khi ông nội em mất thì đến bà ngoại em mất. Trời ơi. Mất 3 người trong 8 năm. Dạ. Đó. Nhưng mà gia đình hai bên em là có đồng quan điểm với nhau về cái chuyện tình yêu của hai bạn hay không? Ba mẹ thì không có cấm đoán gì hết, hai bên đều không cấm đoán gì hết. Nhưng mà có một cái vướng mắc ở đây là do tụi em khác biệt tôn giáo nên đâm ra nó sẽ khó trong cái khoảng mà hai bên sẽ hiểu nhau hơn về vấn đề đó. Sau rồi bạn em thuyết phục. Và cũng trong thời gian đó luôn, chưa chuẩn bị đám cưới á, chồng em lại bị tai nạn. Trời ơi, sao hai đứa sao cứ gặp những sự cố không vậy? Trời mưa tối, xong rồi chồng em vừa xuống cái cầu đó thì có người băng qua đường, chồng em né. Xong rồi chồng em té xuống thì nguyên chiếc xe đập vô mặt chồng em luôn. Lúc đó thì em khâu rất là nhiều trên mặt, mũi thì bị gãy. Thì gia đình của em thấy cô này chăm sóc em rất là chu đáo. Rồi kể từ đó thì mọi thứ nó trở nên dễ dàng hơn. Sau đó là cưới luôn đó. Rồi bây giờ cưới nhau là được bao lâu rồi? Đó thì đến nay khoảng 1 năm rưỡi. Ôi gì mới đây à? Dạ, đúng không? Rồi. Quá son. Có thật xấu gì không cưng? Dạ, tật xấu cũng nhiều lắm. Nhiều rồi hả? Thôi giờ cho em kể trước đó. Ví dụ. Dạ. Thì vợ em á thì có cái tật rất là ngộ. Đồ đạc của mình á, mình xài chẳng hạn như là nịt bụng hay là những cái đồ mà chai dầu hay gì đó là bản thân vợ em xài. Để đâu không nhớ bắt chồng đi kiếm, mà chồng không kiếm được thì lại giận. Đó, cứ thế mà năn nỉ. Vợ em cũng có dấu hiệu hay lắm, giống như là hai vợ chồng mà muốn gần nhau á, thân thiết với nhau á, thì vợ em tối trước khi ngủ xí nước hoa. Mà đến khi nào mà vợ em mà không muốn á, vợ em sức giận. Đó, cái đó cũng hay chứ bộ. Hay lời muốn nói. Nhiều lúc mà nằm kế bên cứ tưởng nằm với cô, với mẹ không. Là có sức vô gió không hả? Sức một tuần sức mấy lần? Đêm nói chung là sức. Đêm nào cũng sức. Trời ơi, đêm nào cũng sức là mệt thôi nha. Giống như là cái đó là thói quen từ nhỏ của em luôn rồi. Dạ. Như vậy có nghĩa là đêm nào mà muốn gần gũi báo hiệu không có là sức dầu thơm trộn dầu gió. Giống như là đêm nào mà ấy thì em sẽ sức dầu thơm trước. Xong hết rồi mới sức dầu gió đi ngủ. Còn tật xấu gì nữa? Thì đi mỗi lần đi chơi. Đi chơi là cô này rất là thích chụp hình. Xấu cái là giận, bỏ răng gấp ngồi vậy đó. Rồi tới em phải năn nỉ xong rồi mới chịu chụp hình lại. Hay giận đúng không? Dạ hay giận, hay nhõng nhẽo lắm. Đó, cái đó là tật xấu đó. Em cứ kể chứ không có nhìn. Cái phần này đâu có nhìn. À, vợ em rất là hậu đậu. Đi tắm một 10 lần là hết 9 lần là quên đồ. Rồi đang tắm á, thì đang vô toilet á, thì lúc nào cũng á hết. Cứ 10 lần là hết 10 lần á, mà biết á cái gì. Dạ. Á gì vậy? Có là rớt đồ xuống đất á, bắt em lấy đồ mới đem vô lại. Cái tật ngộ lắm, lúc mà trước khi quen hay sau này quen cũng vậy. Là mỗi lần đi vệ sinh là cứ để một ảng luôn. Đến khi mà nó bốc mùi quá rồi mới xả xuống. Mà đến khi mà em bước vô một cái là tá ná thở luôn. Nó vậy. Cái đó do mình quên hả? Cái đó do mình quên hay cố tình chọc chồng? Ai vậy, ảnh á, ảnh rất ghét như vậy. Ảnh giống như là ảnh ấy xong là phải đi xả liền. Xong rồi cứ ấy là xả liền. Còn xong ảnh cằn nhằn em, cái em để vậy luôn. Xong rồi, là cố tình đúng xong không? Xong rồi cái rồi em mới xả. Xong rồi là ảnh nói số 8 năm thì bây giờ em đỡ rồi. Cái vợ em được cái là nấu ăn rất là ngon. Là nấu được có những cái món liên quan tới luộc với chiên thôi. Có lúc thì em thèm á, em đôi khi em thử vợ em là tài nấu nướng như thế nào.
thì em mới kêu là anh ơi em thèm ăn trứng. Thì lúc đi làm về là toàn là trứng luôn, canh trứng, trứng kho, trứng chiên, trứng luộc. Em ăn mà một tuần một tháng sau là em thấy trứng em sợ luôn, không dám ăn nữa. Làm cho ăn lần cho nhớ luôn á, để thèm ăn trứng mà, ăn lần cho nhớ luôn. Ăn nhầm rồi, em khui cái tật xấu của chồng em. Tật xấu của chồng em, thật ra thì chồng em ít tật xấu hơn em. Ảnh là thích hay chọc ghẹo, thích ghẹo lắm. Biết là con gái mà ai mà không ghen, nhưng mà thích chọc cho em ghen vậy chị. Giống như là em hôm nay á hả, anh đi anh gặp nhỏ đẹp ghê luôn á em. Xong rồi em không ghen kể tiếp. Kể tiếp cho đến lúc em giận cái quay qua đang nỉ kể... Nhây á. Dạ anh nhây lắm chị. Với lại là thêm cái nhờ anh dọn dẹp gì là rất là nhanh luôn. Cực kỳ nhanh luôn. Rồi đợt ở dưới quê là nhà mẹ em buôn bán tạp hóa, bao nhiêu cái gì mà cũ là gom bỏ hết vậy, dục hết. Nhanh là tại vì dục. Dạ đúng rồi. Dục cho rồi đó. Dục xong rồi cái mẹ em kiếm không thấy, mẹ em đi ra thùng rác, thấy nằm lại. Cũng biết tiết kiệm quá ha. Với lại là cái này không phải là tật xấu, giống như là niềm đam mê vậy đó chị. Ảnh rất thích hát. Đi đám cưới là ảnh không cần ăn đâu, chỉ mong được lên hát thôi. Dạ thường. Cho hát càng nhiều ảnh càng vui. Đến phần gọi là mong muốn thay đổi thì với cái người chồng mà gọi là theo em á là ít tật xấu như thế này, vậy em có muốn anh thay đổi gì không? Bạn bè em cũng nói á, Minh nó không có tật xấu gì luôn á. Thì em cũng cảm thấy vậy, chỉ là lâu lâu anh nhây nhây với em vậy thôi. Vậy là sao? Là cứ là như không? Thế anh dạ, cứ như vậy đi Minh ơi. Dạ. Anh cứ như vậy đi Minh ơi. Còn Minh thì sao? Thì em chỉ mong muốn vợ em là bớt nóng tính lại, tại tính nóng lắm. Với lại là chịu khó học nấu ăn. Bớt luộc lại. Nhưng mà Minh chị nói nghe nè, bây giờ mà ăn luộc á là thường sách đúng đó. Rồi á chị, không có bệnh thiệt luôn á, mà giờ chị chưa tập được luôn á Bin. Trời ơi đừng có nhìn em chứ, chị mà tập được là chị đâu có đến nỗi chị vậy. Cứ sau 5 giờ là mình không ăn. Cái ngành nghề của tụi chị khó mà ăn được theo như vậy. Đúng rồi. Lúc mà hai em về sống chung là có thêm một biến cố nữa, là lúc mà hai đứa em đám cưới được 1 năm thì em lại có em bé. Em có em bé, hai đứa rất là trông mong luôn, tại vì hai bên gia đình rất là mong luôn. Lúc mà nghe tin em có bầu cái là vui mừng lắm, nhưng mà khi đi siêu âm thì lại là thai ngoài. Ngay đêm đó em là ngay cái đêm em mổ là phải mổ liền đúng dạ, không? Dạ mổ liền. Tại vì cái trường hợp của em là cấp cứu. Bao lâu rồi cưng? Được 6 tháng 7 tháng. 6 tháng. 6 tháng như vậy thì cũng có thể thôi, nhưng mà nếu dưỡng thêm đi. Phải dạ, mất 1 năm. Bác sĩ nói là 2 năm. Chị cũng thay ngoài nhưng mà sau 1 năm thì chị có bé Bí Ngô. Dạ. Thôi thì giờ đến việc của anh Bin rồi đó. Anh Bin phải chúc đi. Tại vì cả hai gia đình đều mong có cháu rồi. Chúc cho hai vợ chồng em nào cũng yêu thương nhau nè ha. Và trong năm sau là sẽ có tin vui. Dạ, cảm ơn anh. Sẽ chào đón một thiên thần ha. Dạ. Khỏe mạnh nè, đầy đủ nè, đẹp trai hoặc là đẹp gái giống như ba mẹ. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, chào hai em. Dạ. Chào tụi em. Chào hai em. Mời hai em giới thiệu ngắn gọn về mình. Em tên là Trương Viễn Thức, năm nay em 31 tuổi và đây là vợ em. Trương Viễn Thức à? Viễn Thức là không bao giờ ngủ anh. Trương Viễn Thức. Còn em? Dạ, em là Chu Minh Thảo, năm nay em 27 tuổi. Thảo và Thức. Dạ. Thuận xin chào Thảo và Thức. Dạ. Thảo Thức là quen với nhau trong trường hợp nào? Vô tình em lên Facebook đám cưới của một người bạn em. Thấy cô này thấy xinh, cho nên em tìm cách là tìm mọi cái phương pháp để biết cái Facebook của cô này. Em vô cái phương pháp của em là gì nè? Dạ đi hỏi người này hỏi người nọ. Những người mà có liên quan. Cuối cùng cũng moi ra được. Bao lâu thì moi ra được? Dạ có mấy ngày à. Và chủ động làm quen với cô này? Dạ đúng rồi. Thảo thì sao? Dạ thì em nhận được một lá thư. Lá thư viết rất là sến súa. Thì anh là một người dễ thương, công ăn việc làm ổn định. Anh rất là thích em và muốn kết bạn với em. Thì khi mà sau đó em coi lại cái profile á, thì thấy anh này ốm, dễ thương, thì thấy cũng hơi ấn tượng tí, nhưng mà cũng chưa nhiều. Và không có hồi âm gì hết. Dạ. Rồi. Chỉ có ép fan lại thôi. Ép fan lại. Dạ. Nhưng mà cái quá trình, cái sự tiến triển của hai bạn tiếp theo sau đó thì như thế nào? Sau đó thì khoảng bẵng đi 3-4 tháng, anh này cũng không có động tĩnh gì sau đó luôn. Và một lần thì đang ngồi chơi trên đó thôi, thì ảnh nhảy vào hỏi tên, làm quen. Thì em cũng trả lời một cách bình thường. Và anh có rủ đi cà phê nữa nhưng mà em cũng từ chối luôn. Lý do gì từ chối? Dạ tại vì là ảnh xin số điện thoại thì em không cho. Và em nghĩ là tại vì trên Facebook thì cũng lộn xộn và mình cũng chưa biết nhiều. Và lúc đó thật ra em nghĩ là cũng chưa đến lúc là phải đi uống cà phê. Thì đến bao lâu thì chị em mới cho cơ hội để thức gặp? Dạ khoảng chừng là khoảng 2 tháng sau. 2 tháng sau. Ấn tượng của Thức khi mà gặp Thảo lần đầu tiên ở ngoài bằng xương bằng thịt nó như thế nào? Nói chung là hơi sốc anh. Sốc bởi vì quá đẹp. Dạ không.
không đến nỗi lừa tình mà cũng hơi mang tính chất lừa đảo. Tại lúc mà em thấy trên hình là tóc dài xoắn, nhìn đẹp lắm, nhìn cũng cao cao, miệng chung cười rất là đẹp, mà nhìn ngoài thì tóc ngắn. Tôm bôi à, lại ngồi. Ủa em, bộ đám cưới em đã tóc giả sao dạ vậy? Dạ không phải, tại vì lúc đó là trên cơ quan em có đi du lịch Thái Lan. Dạ em qua đó thì em thấy tại vì Thái Lan thì hay chuyển đổi giới tính này kia. Và khi em thấy là hồi nào đến giờ bao mấy chục năm rồi em rất thích để tóc ngắn, nhưng mà em không có can đảm. Do đó khi sau khi đi Thái Lan về, con người em cảm thấy là cởi mở hơn. Và em tìm đến chuyên gia này chuyên gia kia và cắt cho em. Cắt luôn? Dạ, cắt luôn là từ tóc dài đến dậy em chơi tém luôn trong đó luôn. Và tới bây giờ? Dạ, tới bây giờ. Còn em gặp chồng em có ấn tượng như thế nào? Có bị lừa tình giống vậy không? Dạ, cũng thuộc dạng như vậy đó chị. Không đến nỗi lừa tình mà mang cũng là vị lừa đảo. Dạ, không. Cái đó thì do cảm nhận của em thôi. Chứ ảnh trong hình á thì là người ốm dễ thương thư sinh, còn ở ngoài á giống như Doraemon hiện hình. Dạ, mặc nguyên cái áo xanh lè, rồi cái đầu nó vậy đó chị. Đeo mắt kính nữa, rồi bụng thì như vậy, thì em thấy trời ơi chắc cái này không phải gu của mình đâu. Hay gu của mình mà cuối cùng cũng là của mình. Dạ. Cái thứ hai em là quen nhau, gặp gỡ nhau lần đầu ở ngoài đời, cho đến lúc mà hai em chính thức yêu nhau thì là bao lâu? Dạ khoảng tầm 2 tháng. Mà lý do gì mà để hai bạn tự dưng là chuyển một cái sự mà cảm giác bị lừa tình nó chuyển sang tình yêu? Thật sự là lần đầu tiên gặp thì cái ngoại hình nó không ấn tượng lắm. Nhưng mà lần thứ hai mà đi ăn với cô này vô tình nhìn sao thấy cô đẹp quá. Mà em thích cái đẹp. Trên gương mặt của vợ em thích nhất là cái gì? Dạ mũi. Ngoài ra mũi còn gì nữa không? Dạ mắt mũi. Rồi các bạn yêu nhau đến bao lâu thì là đám cưới? Dạ khoảng 3 tháng sau là tụi em tính đến chuyện đám cưới. Lý do? Anh này thuộc dạng cũng liều lắm. Hôm đó thì hai đứa đi đám cưới về. Và anh nói với em là em ơi sao anh nôn quá, hay là mình cưới nhau đi. Thì em lại tưởng là ảnh nói chơi thôi. Em mới nói ok, thích thì chiều. Mà sau khi em nghe Thảo nói là thích thì chiều thì như thế nào? Dạ cũng thấy thử coi phải chiều thì không, em chở vô studio. Dạ ngay lúc đó luôn chị. Tức kỳ luôn. Dạ đúng rồi. Trên đường đi, đang trên đường rồi, đi thì là studio thì Thảo dạ, sao? Thử đồ cưới, thấy đẹp quá, ai cũng trầm trồ khen hết. Tự nhiên em nói là chắc phải nghiêm túc lại quá. Mà không biết ý ảnh sao. Quyết định đó là nghiêm túc thiệt á, đúng không? Dạ. Cưới nhau luôn. Các em đám cưới được bao lâu rồi? Dạ 3 năm rồi ạ. Em có vỡ mộng gì về thức không? Dạ cũng có. Lúc mà tụi em yêu nhau á, nó màu hồng lắm, cũng chưa bao giờ cãi nhau một cái gì hết. Nhưng mà khi mà lấy về rồi á, 2 tháng trời á, không đêm nào em ngủ được hết. Tại vì anh nghiến răng. Đêm nào cũng là giống như là đang cưa bom vậy đó. Dạ, cứ kèn két. Và sau đó em nghiệm ra được một chuyện đó là cứ nghiến là em quay đâm tắt một cái. Trời ơi. Là hết hả? Không, cũng ít đi và từ từ đỡ dần. Thế bây giờ là giờ còn... Bây giờ em có con rồi, em mệt quá. Mệt của ông em... nghiến chạy ông dạ, không? Dạ đúng rồi. Mắt sao mặt quá, hàng kia mặt nhìn rất là thon. Dạ. Này có dấu hiệu chảy xệ. Còn cái gì nữa không? Ảnh rất mê đá banh. Ảnh thường đi đá banh vào lúc 9-10 giờ không à. Và trở về vào lúc 10-11 giờ. Nghĩa là em đang thiêu thiêu ngủ thì là điện thoại. Rồi xuống mở cửa. Em rất mệt mỏi về điều đó. Bên nhà em á cứ la em là nó đi thể thao mà, đó là rất là tốt. Nhiều lúc em cũng lăng xăng tại sao đi giờ đó, rồi đi đâu này kia. Thì thời gian đầu em có bỏ công sức đi theo. Nhưng mà sau khi có con rồi, cũng vài lần ẵm con theo nhưng mà rồi cũng mệt mỏi quá. Nên bây giờ cho anh thoải mái tự do. Mà anh nói thiệt nghe, thức làm gì mà thức đá gì đâu, một cái giờ đảng hậu. Dạ, này đá banh đó, em đâu thể ôm cái banh đá mình anh. Dạ. Có hội có giờ đúng ngoài đúng có hội có giờ đó là đá cái sân khoảng 2m2 cũng đã chứ. Rồi, anh còn cái tính gì không? Anh thấy thức rất là hiền. Hiền thì dẫn tới cặp. Lúc mà em có baby á, anh vui vẻ anh làm này làm kia cho em. Là em biết ngay là sắp đi đá banh nè. Mặt em nhăn nhó thì anh hiểu và anh ở nhà, nhưng mà đêm đó anh lấy cái kéo anh băm 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 băm, băm trái banh ra. Băm trái banh đôi giày, cái giỏ cũng chờ nữa. Cũng từ cái chuyện đá banh mới biết thêm cái tật là ganh tị. Đúng không? Anh đi đá banh 2-6 là em đi chơi 3-7. Ganh tị. Anh em làm cái này là anh phải làm cái kia cái nọ. Làm chuyện nhà là phân công ra lịch cụ thể. Rồi một cái tật nữa là hay lý sự. Cứng đầu, không có nghe chồng. Lúc nào cũng nghĩ là mình đúng. Lúc nào cũng nói phần thắng về mình. Không phải là em hay ganh tị đâu anh chị. Mà là cả hai cùng đi làm nè. Rồi đi về thì em phải lo cho con cái nữa. Cái mà mình đã dạ đúng rồi tự. Thì em cũng có cái những nhu cầu riêng của em chứ, nên em muốn là phải có sự công bằng, không thôi em bùng nổ. Đó giờ có bùng nổ dạ có chứ anh, bùng nổ là em ghê lắm á. Ghê
Chưa bùng nổ là em thấy ghê rồi. Ở nào? Dạ thì như cái bữa băm trái banh đó, bà cứ nghĩ là em dằn mặt bà cho nên bà làm ghê lắm. Dạ thì bà đòi hả mai mốt là em không có chấp nhận anh vậy nữa, anh mà vậy là em bỏ về nhà ngoài. Nói lớn không? Dạ lớn chứ chị. Tại vì em cứ nghĩ là cái mặt em mai mốt như trái banh mà sao không lớn được. Coi như em làm dữ luôn đúng không? Đúng mà em làm dữ luôn. Tại vì em sau cái vụ đó rồi ảnh thì cũng thấy bớt bớt. Nhưng mà lại kèm theo đó là hay giận lại. Coi như bé buồn ha, bé buồn bé giận. À bé buồn đó. Dạ. Bây giờ Trúc mong muốn Thảo thay đổi điều gì? Bớt tật cứng đầu lại. Không sao đâu, mát xa đầu cho vợ đi, vợ sẽ mềm. Tức là chịu lắng nghe chồng nói một chút. Chẳng hạn như em thấy con hơi ho ho, sổ mũi chẳng hạn em kêu đi bác sĩ. Mà nhất quyết là không đi. Đợi lúc nó bị nặng lên mới chịu đi. Cái sổ mũi đó này kia thì mình ở nhà mình làm cái phương pháp cổ truyền trước. Rồi sau đó mình mới thấy không có tích cực thì mình mới đem đi bác sĩ. Chứ không phải là hở tí là mang đi bác sĩ. Còn anh này thì ảnh nắm ruột. Cứ hở tí là đi bác sĩ, hở tí bác sĩ. Mà con trẻ vô thuốc nhiều đâu có tốt đâu. Đúng. Mà em nói ảnh cũng bảo thủ là không chịu nghe. Và cứ nói lại em là cứng đầu này kia, tự cho mình là hay, tự cho mình là đúng. Thế còn Thảo, Thảo muốn thức thay đổi điều gì? Em muốn ảnh á, có chuyện gì thì hai vợ chồng nói với nhau. Chứ đừng làm lì. Chỉ vậy thôi. Được không Đức? Dạ được. Không, bây giờ chị nói nghe nè. Có phải cái cảm giác của em á, thì thường là mỗi lần mà gây như vậy đó là cứ ít nói lắm phải không? Dạ đúng rồi chị. Em hay nói với ảnh là anh em đâu biết anh ngứa chỗ nào đâu mà gãi. Thì mình sẽ bị suy diễn. Suy diễn thì ảnh này kêu là em áp đặt ảnh. Nên em mong muốn là hai vợ chồng cứ có chuyện gì nói thẳng với nhau. Nhưng mà có bao giờ em nghĩ là tại vì ảnh góp ý em xong em lại cãi lại, em không nghe cái lời góp ý của ảnh, ảnh nản, đâm ra là lần sau là tạo cho chồng em một cái thói quen á là thụ động, có nghe em muốn nói gì em nói rồi nghe, rồi còn chuyện tôi làm hay không đó là chuyện khác nữa. Dạ. Đó, nó có trường hợp như vậy nữa. À. Em hiểu chị không? Ở đây chị nói ví dụ cái chuyện mà đưa con đi bác sĩ. Chị không biết những gia đình khác như thế nào, nhưng riêng cá nhân chị thì chị lại đứng về phía Thức. Bởi vì như vậy, biết là những cái phương pháp cổ truyền là tốt, nhưng bây giờ em phải biết trong cái thời điểm này á, cái chủng virus mà cảm cúm á, nó không có đơn thuần, nó không có thuần chủng như ông bà ta ngày xưa để mà em chỉ dùng phương pháp dân gian. Có nghĩa là tất cả mọi thứ em phải theo cái chỉ định của bác sĩ, vì người ta tiếp xúc hàng ngày với những cái đó, diễn tiến như thế nào người ta nắm hết. Và theo chị thì em một bác sĩ thôi. Để mà cái người đó họ theo dõi quá trình từ nhỏ tới lớn của con em, thì như vậy nó sẽ có lợi. Đó, thì cái điều đó là chị thấy chồng em nói đúng. Chị nói sau này có những cái mà Thức góp ý đúng thì em nên tiếp thu. Và em nên nghe để chồng em cảm thấy rằng là chồng em có hứng thú trong những lần sau, để mà cuộc sống vợ chồng nó thuận thảo hơn. Dạ em sẽ cố gắng. Vậy nghe Thảo Thức. Xin cảm ơn Thảo. Cảm ơn anh chị. Chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận. Em là Nguyễn Thắng Mẫn, năm nay em 34 tuổi. Em công tác trong ngành ngân hàng. Chào Mẫn. Em ở quận mấy? Vợ chồng em thì đang ở quận 7. Quận 7. Thích quá à. Thích cái huy hiệu mà cài ở trên cái áo vest quá luôn. Dạ em cảm ơn. Nó có ý gì không vậy? Dạ không ạ. Nó chỉ có đẹp thôi đúng không? Dạ, có chứ, có ý nghĩa chứ. Dạ. Do vợ em thì chuẩn bị đồ cho em để đến quay ngày hôm nay á. Rồi bây giờ sao em mặc vậy thôi. Rồi bây giờ trước khi ý nghĩa ở chỗ là chính tay vợ là người đã chọn cái này để gắn lên gao vét của chồng đúng không? Đúng không? Hay là nó còn một ý nghĩa nào dạ, nữa? Dạ còn một ý nghĩa là anh luôn là hoàng tử bé trong tim em. Ô trời ơi. Biểu tượng của hoàng tử. Dễ thương. À cái này là biểu tượng của hoàng tử. Dễ thương hóa. Chị suối Liên nó mua nha. Trời ơi. Để Liên nó gài cho em trong chương trình Vợ Chồng Son nè. Phải không? Ừ. Gắn một cái luôn. Em lúc nào cũng là hoàng tử bé trong lòng của Liên. Ủa sao chị không tặng em đi? Để mãi mãi em là một hoàng tử bé trong lòng của chị Một. Chị gửi cho em một cái huy hiệu mà có số 1 đi. Đó. Vậy hả? À, là chị Một mãi trong suy tim nghĩ, em. Để suy nghĩ lại. Mà làm bằng vàng thiệt nha. Cái số 1 là chờ vàng xuống đi rồi tính suy nghĩ. Vậy đó. Rồi giờ mời em. Dạ, em tên là Lưu Thị Xuân Nữ Khải Hoàng, năm nay em 34 tuổi. Công việc của em là làm kinh doanh tự do. Ê bé Hoàng. Dạ. Cái tên của em mỗi lần Lưu mà Lưu Thị Khải Hoàng Xuân Nữ. Đó, cái tên của em mà mỗi lần mà kiểm tra đó em viết rồi nó đủ chỗ không? Dạ em viết thiếu chỗ nên là em phải xin giấy 2-3 lần lận. Mỗi tên lần gì? Tên gì mà dài sọc vậy? Dạ. À, không phải thật sự anh ấy, cái tên nó rất là lạ. Dạ. Hiểu không? Rất là dài. Mỗi lần mà làm giấy tờ chắc cũng hơi cực đúng không? Dạ đúng rồi. Chị hỏi nè, tiếp về cái tên thì tại vì phải tìm hiểu. À. Cái tên đó là ý tưởng của ba hay của mẹ? Dạ cái tên này là vì em có hai chị em sinh đôi mà em là người Chăm, là mẫu hệ. Thì cả nhà em là năm người kia là đều mang họ của ba. Thì chỉ có hai đứa sinh đôi con gái mang tên của mẹ. Thì mẹ nói là mang họ đó, mang họ mẹ phải không? Mang họ mẹ thì mẹ kêu là để hai đứa sinh đôi mang họ mẹ thì mẹ đặt tên. Thì mẹ nói là tên Lưu Thị Xuân Nữ Khải Hoàng để cho cuộc đời là luôn luôn là có một sự chiến thắng khải hoàng để cuộc sống sau này nó tốt đẹp hơn. Hay quá. Tức là Lưu Thị Xuân Nữ Khải Hoàng.
Dạ. Lưu Thị Xuân Nữ Khải Hoàng. Dạ. Wow, nó tới 6 từ lận đó. 6 từ đó, gọi gì? Ừ. Mỗi lần mà làm giấy tờ chắc viết là phải viết chữ nhỏ xíu. Dạ. Hoặc là tràn qua cái phần khác luôn. Không, vậy là mình có thể đoán được á, em đoán được á. Là sao? Là bạn này chắc là bạn để ý bạn này là chắc do cái tên. Đó, đúng rồi. Đây nè, đi vô ngân hàng vay tiền hoặc là gửi tiền gì đó. Khải Hoàng đi vô coi như, tiền đúng coi không? Coi như đi vô ngân hàng gặp ông này. Ừ. Đó, rồi xin cái tờ giấy nộp tiền hay là giấy rút tiền, tiền hay là gửi tiết kiệm gì đó. Mà viết hoài cái tràn qua cái chữ khác. Mà bên ngân hàng là không có được. Nó phải là chữ là phải coi như là chính xác đó. Hay là tràn ra do cái gọi tên á. Cái sai hoài. Nó do gọi tên chứ. Ghi xong cái bạn này bạn gọi Lưu Thị Xuân Nữ, không ai ra hết, không ai ra hết. Ừ, ngồi im vậy đó, xong rồi Khải Hoàng ca, không ai ra luôn, không ra là không ra. Cuối cùng bực quá, ai vậy? Ừ. Mà này xuất hiện, ai biểu đọc lên tôi lộn chi, từ đó để ý nhau đúng không? Dạ. Hai đứa quen nhau trong ngân hàng đúng không? Dạ không ạ, không có liên quan ạ. Vậy hả? Em thì học về chuyên ngành và làm trong ngân hàng, còn vợ em là bên chuyên ngành về bên điều dưỡng. Điều dưỡng? Dạ, trước đây là cổ bên điều dưỡng, bây giờ kinh doanh tự do. Bây giờ kinh doanh gì? Chuyên về mặt hàng phong thủy ạ. Phong thủy. Vậy thì thủy em ơi, em biết câu bối không? Hoặc là đi chút xíu vô chị em mình gặp. hoặc là coi có hình tướng. Vậy mà hai tụi em quen nhau là vì vậy đó. Phải không? Có cái khả năng ngoại cảm đặc biệt á. Anh đang định hỏi, mà anh không nhớ cái từ là ngoại cảm á. Đó. Là sao kể gì nghe coi. Hồi đó là em 26 tuổi á, thì em đi làm bên ngân hàng được 2 năm rồi. Cái đợt đó em gặp một cái sự cố ở trong gọi là trong cái chỗ em ở trọ. Hồi đó nói chung cũng khổ cũng nghèo nên là ở trọ bên Bình Thạnh, thì một cái sự cố xảy ra là bị mất cắp ở trong phòng trọ. Là em thì mọi người nghĩ là em nghĩ em là người lấy. Thì nói chung là mình cũng rất là khó chịu và đúng rồi tủi thân á, đúng rồi, thân mà ức nữa. Thì em mới lên cơ quan thì em kể với một người chị. Thì tâm sự với người chị đồng nghiệp thì chị nói là chị có bé em là học trò của cô của chị thì cũng công tác trong bệnh viện với nhau. Thì em hỏi bé thử bé nó có giúp được gì cho em hay không. Thì em mới xin số điện thoại của vợ em. Thì chiều đó thì em mới điện cho cổ, thì vợ em bảo là đang bận, có gì sẽ gọi lại cho em sau. Thì tới tối thì cổ có điện cho em và em cũng kể ra cái sự việc là có một nhóm bạn ngủ phòng trọ với nhau, nhưng mà sáng ra thì một cái điện thoại rất là giá trị 18 triệu mà nó rất là lớn bị mất. Thì bây giờ mọi người lại nghĩ là Mẫn, nên là Mẫn rất là mong là Hoàng có cái gì xem hỗ trợ Mẫn được không. Thì Hoàng mới kêu là ok được, có gì ngày mai Hoàng sẽ ghé qua. Thì hôm sau thì Hoàng có ghé qua bên chỗ trọ của em, thì Hoàng mới nói ngay cái bạn mà lấy là ai. Dạ. Thì Hoàng mới gọi là một nhóm ở cùng với nhau, thì Hoàng mới xử lý cái tình huống đó. Thì đâu xử lý sao? Có xét không? Lấy túi là xét. Dạ không, bạn đó đi về quê mất tiêu rồi. Bạn đó đi bỏ về quê mất rồi. Thì Hoàng mới hướng dẫn cho tụi em yêu cầu bạn đó phải quay ngược lại Sài Gòn. Và hôm đó thì có em, có bạn em, có bạn đó, và em kêu Hoàng qua. Thì Hoàng ngồi nói chuyện với cô bạn đó. Thì cô bạn đó nói chung là rất là gọi là bạn rung bởi vì Hoàng quét một cái là Hoàng biết hết về bạn đó như thế nào, gia cảnh ra sao, cuộc sống theo Hoàng nói hết. Hoàng kêu bây giờ tôi chỉ nói tới đây thôi, là bạn biết được là tôi biết, tôi biết hết rồi đấy. Nên là bây giờ chỉ còn bạn tự thôi, bạn tự bạn nói ra thôi. Rồi Hoàng mới nói với cái người bạn của em bị mất á, bây giờ tôi nói với bạn nè, bây giờ bạn có muốn lấy lại không thì bạn cứ lấy đi, còn tôi cho bạn biết luôn, nếu như bạn lấy thì cuộc sống của bạn nó cũng sẽ như thế này thôi, còn nếu như bạn chấp nhận bạn bỏ luôn, bạn bỏ cái điện thoại luôn, bạn không lấy lại nữa, coi như là mình mất nó đi. Thì sắp đi tới đây đi. Thì sắp tới đây bạn sẽ có một cuộc sống cực kỳ tốt hơn rất là nhiều. Hay quá. Thì cô bạn em đồng ý bỏ điện thoại và không chơi cùng với cô bạn đó nữa. Và xí cho hỏi cái khoan, em hỏi cái này cái cô bạn mất điện thoại đó bây giờ thì cuộc sống như thế nào? Quá giàu. Dạ, cũng có được 2-3 căn nhà ở Sài Gòn. Wow, hồi đó là rất là khổ, em và bạn đó nhà cũng nghèo y như nhau cả thôi. Và bây giờ cuộc sống của bạn cực kỳ là đầy đủ và trọn vẹn cùng với chồng con. Nhưng mà cái bạn mà lấy điện thoại là bạn đã thú nhận là bạn lấy rồi? Bạn không thú nhận, tại vì em luôn cho người ta một cái cơ hội. Có nghĩa là đôi khi người ta ăn trộm chưa chắc gì là người ta có ý xấu, mà đôi khi ở một cái phút nào đó mà người ta không vượt qua cái lòng tham của người ta. Thì nếu mà chỉ vì một cái điện thoại mà làm cho bạn mất đi cái danh dự, uy tín của bạn thì em nghĩ nó không đáng. Thì ok, tôi cho bạn tới cái mức đó. Lần sau bạn đừng có như vậy nữa. Thì ông trời sẽ bù đắp cho bạn kia. Và em rất là vui vì bạn kia có một cái cuộc sống mà em tới em cũng không thể tưởng tượng được, là nó vượt qua cái sự tưởng tượng của em luôn. Và bây giờ cái bạn đó có nhớ ơn
cái lời khuyên của em để có ngày hôm nay không? Và bây giờ hai gia đình vẫn còn có mối quan hệ không? Dạ, dạ có. Em vẫn là bạn bè của nhau. Bạn bè. Hay quá. Còn sự nhớ ơn á, thật ra em giúp một ai á, em không cần người ta nhớ ơn, mà chỉ cần là xung quanh em thấy tất cả mọi người đều có một cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc là em vui lắm rồi, đúng không? Dạ. Ừ. Rồi chị hỏi nè, sau cái hôm mà em giúp cho chồng em á, dạ, thì là hai đứa có nảy sinh tình cảm ngay cái hôm đó hay không? Hay là phải thời gian sau rồi mới thích nhau? Dạ, thật ra lúc mà em giúp bạn này xong á, là lúc đó em nói là tôi giúp là tôi không có cần trả ơn gì hết, cho tôi ăn một bữa cơm và uống ly cà phê là xong chuyện. Cái lần thứ hai ổng lại mời cà phê nữa, xong em nói là sao nhìn mặt thằng này tội quá, chắc là có số chết yểu, 31 tuổi là chết. Trời. Xong em nói là trời ơi, một người tốt bụng dễ thương vậy tại sao lại chết sớm. Thôi bây giờ là đầu tiên mình sẽ làm mai cho. Lúc đó em rất là tự ti về bản thân. Và em lại nghĩ là mình là người chăm mà ổng là xung quanh toàn là người hot girl mà là còn có công việc ổn định nữa. Thì em không bao giờ em nghĩ luôn. Cái em mới giới thiệu cho ảnh một cô bé sinh viên luật cũng rất là dễ thương. Ảnh đi chơi một lần, hôm sau ảnh nói là tôi không có thích bé này lắm, lần sau đi chơi đó, một mình tôi đi với bà thì được. Đi lần thứ ba thì em nói là thích người ta mà không dám nói, không dám nói thôi tôi đi tôi nói luôn. Xong em hỏi ông có người yêu chưa, ông nói chưa, chưa thì thử quen tôi đi, được thì cưới, không được thì thôi. Xong bây giờ mình thử làm người yêu giả nha. Tức là em chủ động luôn? Dạ em chủ động trong vòng một tuần là làm người yêu giả. Xong em nói hôn tôi đi, thử hôn đi có cảm giác không? Có hôn không? Dạ có chứ. Không thể anh kể đi. Sao đâu, kể đi. Dạ thì hồi đó là thực ra là gặp Hoàng thì em cũng rất là mến, thiện cảm vì Hoàng có một cái ngoại cảm chia sẻ được nhiều thứ cùng với em. Nên là em mời đi cà phê đâu đó 2-3 lần á, thì tự nhiên mình thấy rất là quý cô này. Hiền lành, thật thà và không có một cái sự toan tính vụ lợi gì trong suy nghĩ của cô hết. Nhưng mà em chỉ muốn biết cái cảm xúc của em lúc mà bạn giúp em cái hôm đó đó. Tại vì chắc chắn là thì em ngưỡng cái mộ. Người mà đã giải tỏa được cho em những cái ấm ức, những cái bực mình, những cái đúng không? Thì là đầu tiên á, thì mình sẽ cảm giác là ở bên bạn này mình an toàn nè, đúng không? Đúng rồi. Tức là chỉ là ngưỡng mộ thôi, ngưỡng ngoài mộ ra thôi. Còn cái tình cảm gì chưa, nữa chưa, không? Chưa. Hôm đó thì mới chỉ là cái bạn này hay quá. Thì em với cô bạn của em đi cảm ơn. Lần đầu tiên là hai đứa đi chung, nhưng mà lần sau thì em rủ riêng. Rồi bây giờ tới cái phần cô ấy kêu mình hung đó. Đi cà phê, đi cà phê. Hôn liền không? Chưa, đi cà phê, đi cà phê mấy lần. Thì cũng quen, trong cái đoạn đó cổ giới thiệu bé em này kia thì chịu. Em không chịu. Thì em mới quen cổ thì cổ mới nói là thôi làm người yêu tôi đi, được thì quen, được thì cưới, không được thì thôi, tôi không có bắt đền gì ông hết trơn á. Sốc không? Sốc không? Lúc đó nghe sốc không? Cái phải chứ. Cũng không sốc, em thấy mến mến rồi nên thì ok làm người yêu thử. Nhưng mà nó không có đến mức là mình yêu nhau quá, cuồng nhiệt quá để mình chụp mình hung hay là cái gì. Mà em cũng chỉ là từ từ thôi, nắm tay đi chơi thôi thì cổ lại đề xuất là hung. Thì cổ chủ động thì em cũng hung thử. Hung liền không hay là có một chút gì đó suy nghĩ? Suy nghĩ chút xíu rồi hung ngay thôi. Hung má, hung môi? Hung môi luôn. Rồi hung sao? Cũng lâu lắm. Hung lâu hung, hung mà cổ không chịu rời ra. Ừ. Em cũng ngại quá mà em cũng giữ im luôn. Cái nó lâu lắm, nó lâu mà cái môi em nó bị đau luôn. Nó có hơi bị sưng lên sao quá. Cái môi sưng luôn. Là cô ấy cuồng nhiệt quá. Nó lâu quá. Ý là một xíu thôi là mình ngưng lại. Đây nó lâu quá nên nó hơi bị đau. Đấy, thì đó là hung nhau cái lần đầu tiên. Mà em có cảm xúc không? Dạ nó giống như là va chạm thôi. Rồi cũng không lâu quá thì thấy thì nó hồi hộp. Tự nhiên máu nó dồi lên, nó nhồi lên, nó hồi hộp, nó tăng lên dần dần. Lúc đầu thì có cảm xúc nhưng mà hung lâu quá cho nên nó cảm thấy đau. Dạ. Tại vì cái môi nó mém sưng bị cắn, bị cắn quá. Mà có nhớ cái thời gian hung vậy? Em đâu có cắn đâu. Không có cắn nhưng mà nghĩa là hút không biết nó sao. Nó cứ mạnh quá đó. Nó cứ giữ lâu quá. Nó giữ vào nó lâu quá thì nó cái môi tại cái môi này cũng hơi dày cho nên đúng rồi, cái môi nó hơi dày đúng không? Nhưng mà có nhớ là mấy phút không? Chắc cũng vài phút. Dạ, nói chung là em muốn cho ảnh thoát ra và cảm nhận được cái nụ hôn chân thành là như thế nào. Chứ thật ra em lúc đó thật ra em cũng không có yêu ảnh, chưa có yêu mà giống như em muốn nói giúp đó ảnh. Đúng rồi, mục đích chính là đầu tiên là em thấy ảnh mệt yếu và em muốn giúp ảnh, là đầu tiên là em đề nghị là giúp đỡ. Sau đó em về em nằm mơ, em nằm mơ thấy ổng với em nằm chung chiếu, là bên em mà đã nằm chung chiếu với nhau là chỉ có vợ chồng. Cái em nói là quá lạ, sao lại giấc mơ kỳ cục như vậy. Rồi đêm thứ hai nằm mơ nữa là em gặp ảnh, em kể cho giấc mơ, em nói là bên em mà nằm mơ thấy nằm chung chiếu là có duyên vợ chồng tiền định rồi đó. Sau đó là em đề nghị với ổng là bây giờ tôi không có quen chơi nữa, và hồi xưa giờ tôi không có làm một cái gì mà cái kiểu chơi, tôi rất là nghiêm túc, bây giờ là người yêu thiệt luôn nè. Bây giờ là tôi sẽ làm một bài thơ để cho tôi xác nhận mối quan hệ này và tôi post lên Facebook cho tất cả mọi người biết là tôi đã có người yêu. Xong em sáng tác một bài thơ để xác lập cái vấn đề đó. Còn nhớ mấy câu trong bài thơ dạ, không? Đọc một vài câu cho anh nghe đi. Anh mang nụ cười của phố núi,
Em biển nụ cười của biển xanh, đôi tay anh dịu vời chân thành, nắm chặt tay em sao nhỏ bé. Núi sẽ xanh cây biển chiều hát, em cười thầm sẽ mãi yêu anh. Bao giờ cà phê hoa nở trắng, em theo anh về phố núi quê anh. Hay quá, vỗ tay quý vị ông Phim Trần ơi. Hay quá. Phố núi quê anh, à có nghĩa là em ở đâu? Em ở Gia Lai. Gia Lai, à, ở em dưới biển là ở đâu? Dạ ở Ninh Thuận. Ở Ninh Thuận mà, người Chăm. Vùng biển. Ê nhưng mà anh hỏi nghe, anh tò mò nghe. Cái mệnh của anh là mệnh yểu. Dạ. Em nói là 31 tuổi là ông chết, dạ, đúng không? Dạ. Vậy thì cái nụ hôn đó, cái nụ hôn mà em chủ động đó mà nó kéo dài như vậy á, có phải là do em biết rằng là cái nụ hôn nó sẽ hóa giải cái mệnh yểu của anh không? Dạ thật ra cái nụ hôn đó nó chỉ là ngừng lại cái quá trình đó thôi. Còn để hóa giải vấn đề đó là khi em lấy ảnh thì cái điều mà em nói 31 tuổi, ảnh luôn kêu em là bị khùng, bị thằng kinh, chút ngày chửi em vậy không mà. Thì á, là đúng vào cái hôm sinh nhật 31 tuổi của ảnh. Thì anh ăn cái gì em không biết, tự nhiên anh bị ngộ độc thức ăn mà người lạnh hết luôn. Thì em nhìn thấy cái hồn phách ảnh á là giống như là không còn cái gì, chỉ là còn cái xác thôi. Thì em sờ vào chân nó lạnh ngắt mà em làm cái gì cũng không tỉnh. Thì em nói rồi, chẳng lẽ cái điều đó nó xảy ra. Thì em mới đi lấy một cái tô nước, thì em khấn niệm, sau đó em lấy cái nước đó em bôi khắp người ảnh và em giống như là vuốt để năng lượng ảnh lên á. Thì tự nhiên cái tô nước đó nó biến thành màu đen và có một cái chiếc lá xuất hiện trên đó luôn. Thì sau đó là anh vẫn không tỉnh. Thế là em mới ấn lật ngược ảnh lại. Em ấn vào phía sau lưng ảnh, em nói là tuổi thọ của em rất là nhiều mà em cũng không cần sống nhiều trên cuộc đời này làm gì. Em truyền cho ảnh xin nguyện ơn trên rút 10 năm tuổi thọ của em cho ảnh. Thì khi mà em vừa dứt lời nghe, tự nhiên em cảm giác là người em bị rút ra đó, nó rút mạnh và nhanh á. Em ngất xỉu luôn. Và em hiểu là lúc đó là 4 giờ chiều. Em với ảnh cùng xỉu tới 7 giờ tối là hai vợ chồng cùng tỉnh dậy luôn. Và sau cái điều đó là tự nhiên em cảm giác em già đi so với cái cùng hai vợ chồng độ tuổi. Và tóc em cũng bạc hơn nhiều so với độ tuổi. Có nghĩa là em chia cho ảnh rồi đúng không? Hai vợ chồng cùng xỉu từ 4 giờ tới 7 giờ luôn. Là 3 tiếng đó là... Rồi cùng tỉnh một lúc. Bây giờ thì là em là bao nhiêu tuổi rồi? Vợ chồng em bằng tuổi nhau là 34 tuổi. 34 tuổi là 3 năm. Như vậy là sao, anh muốn biết là sau khi anh tỉnh dậy, em thấy cô gái này nằm kế bên mình, thì cái điều đầu tiên em cảm nhận đó là điều gì? Thấy tội cho cổ, cho vợ em. Nhưng mà em có biết là vợ em đúng có truyền biết truyền cho em bởi vì cái em, câu của cổ em đừ thôi, em nhừ tử thôi. Nhưng mà em yêu cầu vợ em là chở em đi bệnh viện đi, mà vợ em có một cái là cổ không có, cổ nó hơi thiên về tâm linh nhiều lắm. Thì cổ kêu không, cái này không có khoa học đâu. Mà đúng em ở với vợ em nhiều năm thì em biết. Thì thôi em để cho cô, cho vợ em xử lý luôn. Thì em tỉnh thì em thấy vợ em nằm đó thì em biết. Xúc động. Anh được biết là em là hoàn toàn chủ động. Dạ. Vậy thì cái việc mà đưa nhau về nhà thì em có chủ động đưa ổng về nhà gặp ba mẹ em không? Dạ em đưa ảnh về ba mẹ em không có chịu. Thì em nói với ổng là em nói với mẹ em trước. Mẹ em kêu á là em mà lấy ổng thì mẹ em sẽ không chấp nhận mẹ em chết gì đó. Thì em nói với mẹ em á, tất cả mọi thứ con đều có thể nghe lời mẹ, nhưng mà riêng tình yêu đó là cảm xúc, và con sẽ là người sống với ảnh. Nếu ngày hôm nay con nghe lời mẹ, ngày hôm sau mẹ sẽ khóc vì cuộc sống con buồn tuổi. Nếu ngày hôm sau mẹ thấy con hạnh phúc, mẹ sẽ cười suốt cuộc đời còn lại. Là em thì, nói với mẹ. Dạ. Thì cái cuộc hôn nhân này nè, con cảm thấy ảnh cho con một cái sự tin tưởng và bình an. Còn mẹ không chịu. Có một lần em vắt ba lô đi ra khỏi nhà, em kêu ảnh đi, mẹ không chịu thì đi ra trong đêm luôn. Em dắt ảnh đi y như vậy đó. Ủa lúc đó là mẹ ở đâu? Mẹ đang ở trong nhà luôn. Mà ở đâu, Ninh Thuận hay là ở thành phố? Dạ ở Ninh Thuận luôn. Hôm đó là cổ kêu em về để mà xin phép nói với đi ra mắt, đi ra mắt với còn, nhà cổ á. Còn em thì sao, em đưa cổ về nhà em thì sao? Mẹ có chịu không? Dạ cũng không. Do là vậy nè, tụi em quen nhau được 3 tháng thì cổ yêu cầu dắt về xin cưới. Thì em mới kêu là trời ơi không được đâu, ít nhất phải 2 đến 3 năm kìa, bây giờ này không có một cái gì hết. Thì cổ mới kêu là nếu như anh đợi cho có thì anh đợi bao lâu, anh nói cho em đi, bây giờ anh nói đi là bao lâu. Thì em mới kêu là thì 2-3 năm. Cổ kêu vậy thì stop, dừng cái mối quan hệ này lại, không tiếp tục nữa. Bởi vì là 2-3 năm nữa em sẽ cũng chưa biết nó đi về đâu hết. Còn bây giờ được thì vợ chồng mình cứ về chung một nhà còn tiết kiệm hơn được nữa. Thì cổ dọn đồ, cổ kêu là cổ sẽ biến mất khỏi cuộc đời em. Không cho bao giờ em nhìn thấy cổ nữa, cổ sẽ chuyển đi một nơi khác ở. Sợ chứ đúng không? Sợ quá, kêu thôi bình tĩnh được rồi, để em dắt về nhà.
ba mẹ cũng sợ rồi. Em cảm nhận được trong người ba mẹ em cũng sợ. Nhìn thấy sợ ăn cơm xong thì cổ mới nhéo em, cổ kêu là kêu ba má lên phòng khách nói chuyện. Cái em sợ, em kêu thì em cũng kêu lên phòng khách, cái cổ kêu em là nói đi. Em không nói được một lời nào hết. Tự nhiên em thấy ba, bởi vì là em đoán được ba mẹ em đang hiểu cái chuyện gì, nên là em thấy ông bà rất là căng thẳng. Thì tự nhiên thấy ba mẹ mình đang không muốn nghe những cái điều mình sắp nói đó. Em không dám nói, y như ai mà bóp cổ em đó. Em cứ nói lên là em cứ em ho miết luôn. Cái cổ mới kêu thôi anh Mẫn không nói được thì con nói. Thì tụi con cũng quen nhau được mấy tháng rồi, thì bây giờ con xin phép hai bác là tụi con về xin phép hai bác tụi con cưới nhau. Con nghĩ là em ấy mở lời giùm em luôn. Nói hết luôn là mẹ em là tái mét không tông một máu luôn. Em nhìn là em biết ngay. Ba em là ngồi thẳng thờ ra luôn. Thì mẹ em ngồi không khí nó ảm đạm lâu quá, y như là đây ba em đây mẹ em đây rồi tụi em đây, y ngồi y vậy luôn nè. Cái là hai ông bà ngồi gục mặt im ru một cái vậy, xong không khí lâu quá thì mẹ em mới nói thì hai đứa lớn rồi thì quyết sao thì ba mẹ nghe vậy thôi. Cái thì ba em mới kêu là vậy thì ý Mẫn sao, con là con gái mà con ra nhà bác con nói vậy thì thôi bác cũng có biết nói gì hơn, thì bây giờ ý Mẫn sao con. Thì em mới kêu là dạ thì ý Hoàng vậy, con cũng vậy á, con cũng xin phép cưới. Cái ba mẹ mới kiểu là nói cho qua em cảm nhận rất rõ ràng. Vậy hai đứa tự quyết tự chọn đi, tự làm đi. Rồi xong là kết thúc ngày hôm đó, là ngày hôm sau tụi em bắt xe đi về Ninh Thuận. Là mẹ cũng không chịu nhà, đuổi cổ đi luôn, cái cổ xách ba lô cổ đi, cổ kêu em theo. Em kêu chết rồi Hoàng ơi, hồi giờ em là một đứa rất là ngoan, em rất là hiền lành và không bao giờ làm một cái gì mà trái ý như thế này. Em kêu Hoàng ơi bình tĩnh em ơi, đừng làm vậy em ơi. Em nghe mọi người đang nói tiếng Chăm với nhau, nhưng mà một cái sự căng thẳng diễn ra trong gia đình thì em đoán được cái nội dung là không ưng em rồi. Nhưng mà giờ không biết làm sao hết, em sợ quá. Em kéo lại thì ba của Khải Hoàng rất là dễ thương, bác rất là hiền. Thì em chụp bác, em kêu bác ơi chú ơi không sao đâu, để con nói Khải Hoàng. Thì bác ra bác thuyết phục, thì hai cha con thuyết phục Hoàng thì đi vô nhà ngủ một đêm. Xong rồi nói chung là mẹ Hoàng vẫn không ưng, muốn làm gì đi ra ngoài làm và sẽ không có bao giờ có một cái gì được tổ chức ở đây hết. Ủa nghĩa là hai bên nhận. Nhưng mà cho đến cái lúc mà tụi em cưới nhau á, thì lúc cả hai bên đã đều đồng ý chưa hay là tới cái ngày cưới á, ví dụ ngày mai là ngày cưới đi, thì hôm nay đó ba em nói là Mẫn ơi ba hỏi một lần cuối cùng nè, con có muốn cưới hay không, nếu như không thì ba sẽ hủy cho con, không có gì phải ngại hết, con không có gì phải xấu hổ hết á. Em mới kêu là ba ơi sao ngày mai cưới mà ba nói tùm bậy tùm bạ vậy, cái này con lớn rồi con tự quyết định được. Ba con kêu ok vậy thì cứ vậy mà làm. Thì ngày hôm mà bên gia đình của cô Hoàng thì sao? Bên gia đình của Hoàng thì ba mẹ thì sao? Có ba ra qua thôi, có ba mẹ, và mẹ vẫn không đồng ý. Ngày cưới mà gia đình bên chồng đầy đủ mà bên mình thì lại không có mẹ đi, một người phụ nữ rất quan trọng trong đời mình. Thì lúc đó cái cảm xúc của em như thế nào? Lúc đó là em cảm giác rất là tủi thân và cảm giác giống như là tại sao mẹ có thể cố chấp như vậy. Rồi hồi xưa á là em luôn suy nghĩ giống như là mình không cần phải giàu hay là một cái gì á, em thích một cái cuộc sống giống như cổ tích vậy đó. Thì đám cưới của em cũng chỉ thích nhẹ nhàng như vậy, chỉ cần có ba có mẹ thôi. Nhưng mà một mình ba em lên, em suy nghĩ là ba đứng một mình đó không biết là ba có cảm thấy buồn hay không. Người ta có vợ có chồng, một mình ba em đứng dậy dắt con gái đi lấy chồng á, nên là em cố nén nước mắt, em không có muốn khóc. Mà cái tính của em á, em nhớ rất là dai, mặc dù em không có để trong lòng, nhưng mà nó giống như là một cái vết thương tổn thương và một cái thiếu quyết trong cuộc đời của mình. Nhưng bây giờ là mọi thứ ok rồi đúng không? Dạ quá ok luôn. Đám cưới tụi em cũng không có tiền, vợ chồng em phải đi đặt nhà hàng là phải quẹt thẻ tín dụng, sau đó đặt thùng tiền mà thanh toán ngay từ giả đó là cũng hết luôn. Thì mà cưới nhau về thì nằm trong phòng trọ, kêu bây giờ phải đi mua nhà. Thì em mới kêu là thôi đừng có nói chuyện khùng điên nữa, nên là cổ hai kêu lắm, nhức đầu lắm. Bây giờ làm sao mà bây giờ em làm sao mà có thu nhập ổn định, anh ổn định, và mình thuê cái phòng trọ khỏi 3-4 triệu nó có cái máy lạnh đi, chứ bây giờ phòng trọ này 1 triệu nó nóng quá chịu không nổi. Cổ kêu là bây giờ anh qua ngân hàng anh hỏi đi anh được vay bao nhiêu, tối đa là bao nhiêu, thì anh về nói với em. Thì thôi cổ nói vậy thì em cũng qua ngân hàng em làm thông tin này nghe kia lời thì đó. Em về em nói là vay được là 500 triệu đó. Thì về cái là cổ mới kêu là được rồi để em đi tìm nhà. Thôi kệ bà khùng điên thì bà làm gì bà làm thì em cứ đi làm. Thì đâu đó khoảng một nửa tháng sau á, cổ mới kêu là có một căn ở bên quận 8, anh qua anh coi giùm em đi, anh kiểm tra, bởi vì em làm ngân hàng thì em sẽ rất là rành về pháp lý. Thì cổ mới kêu em qua kiểm tra ok hết không, thì em qua em thấy ok hết, nhưng mà cái nhà này tới 720 triệu lận. Thì bây giờ vay 500 thì tiền đâu mua, em kêu về bỏ cuộc, em kêu đừng có làm mất thời gian nữa, em quá lãng phí thời gian đi. Thì hôm đó là ngày thứ tư, cổ hay dặn em làm việc gì quan trọng nên ngày thứ tư và ngày thứ bảy. Thì hôm đó là thứ tư là chiều em đi làm về là khoảng 6 giờ tối á, thì cổ mới đứng dưới cửa phòng trọ, kêu em quay đầu xe đi qua cái nhà đó. Em mới kêu là đi vô đi, quá mệt rồi, trời đang mưa nữa. Ok bây giờ muốn ở trọ hay muốn có nhà? Thì em kêu đương nhiên muốn có nhà rồi. Ok quay xe đi.
Thì em cũng chở cậu qua cái nhà đó ở bên quận 8 á. Thì qua bên đó thì cũng hẹn chủ, lúc đó tụi em tới nơi là 7:30. Thì đâu đó 8 giờ vợ chồng chủ nhà mới đến. Thì mới vô ngồi thuyết phục miết. Thì anh chị đó anh kêu là chốt cho vợ chồng em từ 720 giảm xuống còn 650 vì thấy quá tội. Thì cũng sát giá quá rồi, nhưng mà bây giờ 150 kia ở đâu? Ở đâu? Không có đâu đó, không có cách nào mà. Vậy xong cổ mới ngồi cổ tiếp tục thuyết phục. Ok bây giờ em nói thật lòng với anh, tụi em có đúng 500, anh giúp tụi em đi. Thì bắt đầu là cổ mới dùng năng lực đặc biệt của xem cho gia đình nhà ảnh. Rồi ảnh mới nhờ là hôm sau sẽ qua nghỉ giùm nhà ảnh bên quận 5 á. Nói chung là gia đình ảnh cũng giàu. Thì ảnh mới nói vợ em biết hết luôn là sắp tới là anh chuẩn bị đi định cư nước ngoài. Thì vợ em nói luôn, ảnh rất là ngạc nhiên. Mà em thật sự em cũng rất là ngạc nhiên. Và bữa đó giống như là cổ nói cho bằng hết vậy đó. Thì ổng mới kêu là chờ chút. Thì ảnh mới điện qua bên Mỹ á. Thì ảnh nói chuyện đâu với chị của ảnh á. Thì chị của ảnh em nghe qua điện thoại rất là to. Tùy bao nhiêu cũng được, cho xong việc đi rồi đi. Thì là em thấy em mừng trong bụng rồi. Thì ảnh đang kêu ok chốt cho hai đứa 500. Nhưng mà anh nói thật lòng cho hai đứa luôn là con bé này rất là hay, là sao biết được thứ bảy này anh sẽ bay đi Mỹ. Làm sao làm hai đứa phải đưa cho anh hết đủ 500 triệu, anh bay đi luôn, chứ còn mà đặt cọc đặt kiết là kia là sẽ không bán đâu. Anh sẽ không bán. Vậy xong lại mừng quá rồi, em kêu rồi lui đi về. Thì ảnh mới kêu là bây giờ đặt cọc. Thì Khải Hoàng mới kêu là bây giờ trong túi còn đúng 2 triệu, anh cho tụi em đặt cọc 500 nghìn nha. Thì anh mới kêu là đi đặt cọc nhà trọ cũng phải 2-3 triệu, làm sao mà em mua cái nhà em đặt cọc 500 nghìn. Thì em mới nhéo Khải Hoàng vì em thấy cô vợ của anh hơi nhăn, em kêu thôi thôi thì em đi mượn cái chị phó đốc là 20 triệu. Thì đặt cọc được hôm đó. Sau đó về là tụi em xoay tiền này kia, xoay tiền mượn hết bạn bè này kia. Tới cái phần kia đi, phần hôn nhân đi. Phần hôn nhân đi, khi mà về sống với nhau á thì bắt đầu đối phương bắt đầu có những cái mà gọi là mình cũng bị hết hồn. Hiểu không? Thì cái hết hồn của em với cô này là gì? Thực ra là vợ em cái điểm tốt của cổ đi. Không, điểm tốt thì biết rồi. Biết rồi. Bây giờ nói cái điểm xấu đó, cái điểm chưa tốt chứ không phải là tật xấu. Cái này theo em định nghĩa thì là mà cổ không, cổ kêu em không được nói cái từ đó. Nói cái từ đó là nói đi, nói đi. Là cái gì? Giờ cho nói xử em á. Là cổ ghen. Còn cổ định nghĩa đó không phải là ghen, đó là cảnh báo. Là cổ gặp cô nào cổ cũng cứ cảnh báo. Cô nào cũng cảnh báo tới mức độ em, ví dụ em nói em coi cái phim hài trên mạng sao là cái vợ chồng em nó y xì vậy luôn. Ví dụ như là em đang ngồi trên xe đi, cái là các bạn điện cho em thì em kêu alo anh nghe nè Hoa, là cái tay em là đen thui với cổ rồi, cổ ngồi sát bên cổ nhéo là đen thui cái tay luôn. Alo được rồi, tại sao alo anh nghe nè rồi còn Hoa nữa hả, sao mà ngọt ngào lúc vậy là cổ quánh em tè đó luôn. Không phải ghen mà là cảnh báo. Cảnh báo trước cái cô đó. Cảnh báo là cái bắp này nó đen thui rồi. Đúng rồi. Rồi đang ngủ á, sáng hôm sau ngủ dậy cái thì em thấy cổ trầm dâm vậy á. Cổ quậu gì mà quậu luôn, nhưng mà em cũng đâu biết kiểu gì, lo cho mấy đứa nhỏ đi học đồ này kia. Một lát xong á là cổ kêu là trời ơi, cổ bực quá đi. Hồi tối hôm qua em đi bơi với cái con bé trên cơ quan mà cả một buổi luôn, mà bơi còn ẵm nhau trong hồ bơi nữa. Em kêu trời ơi cái gì vậy? Thế là cổ nằm mơ. Nằm mơ mà sáng ra cổ la cho em một tăng luôn. Ghen trong giấc mơ. Không, đó là cảnh báo trong giấc mơ. Không được dùng từ ghen. Định nghĩa của cổ đó là cổ cảnh báo về cô bé đó. Rồi. Cô bé đó hãy nhanh rồi, có nghĩa là bạn này là bị ghen. Dạ. Một cái tật gọi là em hết hồn đó. Đúng là rồi. Cái ghen. Yeah. Rồi còn cái gì nữa? Cái thứ hai nữa là rất là không có trau chuốt bản thân. Như mấy cô gái khác á sẽ là son môi, đánh phấn, làm tóc, làm tai, rồi quần áo, cổ không. Cổ là cứ đi ra ngoài đường là một cái khẩu trang y tế mỏng manh bịt cái mặt là xong. Không có bao tay, bao chân ninja vậy đó, cứ phơi ra vậy đó. Em khuyên hoài mà cũng vậy à, để tóc mà nắng mà nó cháy hết luôn. Có nghĩa là mình không chùm lại. Không chăm sóc bản thân. Nắng, đúng rồi. Không có xe xua. Ở dơ. Ở dơ mà hay chống ché. Ví dụ đây, em kêu quá là anh đi tắm đi, ổng kêu quá là ở trong nhà đâu làm gì đâu có bụi dính đâu mà phải đi tắm. Rồi bắt đầu đi ra cảm giác mình hôi quá, lấy dầu thông xịt lên. Đó, em rất là nhức đầu. Bây giờ cái mong muốn của em đối với chồng em thay đổi nhất là điều gì? Em nói cho chồng em hiểu đi. Em nói với chồng em á, đừng khẳng định em ghen nữa, bởi vì em không hề ghen mà em cảnh báo anh để có một ứng xử đủ lịch sự mà không vượt quá giới hạn để gây sự hiểu nhầm cho người khác, làm cho tội nghiệp người ta mà ảnh hưởng tới mình. Còn về chồng em, khẳng định em vẫn rất yêu thương, tin tưởng, yêu hết thân mình, yêu mà không có một cái gì để yêu mà cho 10 năm tuổi thọ luôn hả? Dạ. Bây giờ cho thêm vẫn cho mà, đúng không? Dạ, đúng. Bây giờ ông trời mà bắt là nhường thêm tuổi thọ cho chồng là vẫn nhường. Em có nhường không? Có chứ. Đó, thấy cảm động không? Đó. Đó. Chứ em đâu có, em sẵn sàng làm hết mọi thứ. Chị, ví dụ đi, ổng đang buồn vì chị của ổng gì vậy, em chỉ cần đọc được một cái là em suy nghĩ, trời ơi, tự nhiên để phải ổng buồn vậy, em sẵn sàng em làm cho ảnh hết buồn ngay. Đó. Quá tuyệt vời, một người phụ nữ quá tuyệt vời không, rồi. Nhưng mà có một cái vậy nữa nghe, chị nói nè. Có nghĩa là hiện giờ chị hiểu cái tâm trạng chồng em là như vậy nè. Dạ. Vì em có một cái khả năng đặc biệt. Thành ra là có đôi khi chồng em sẽ cảm thấy là cái người vợ này của mình không phải là một người vợ bình thường như những người vợ khác. Có nghĩa là những cái gì chồng em
bí mật của chồng của mình á là đều bị vợ phách vị ra hết. Thành ra chồng em bị mất tự tin á, bị mất tự tin. Cho nên á, chị mới nói vấn đề ở đây là cái cách đối thoại với nhau làm sao em phải xóa bớt cái tâm tâm niệm niệm đó của chồng em. Có nghĩa là em vẫn là một người phụ nữ bình thường, chứ là tại vì cô này cô có một cái giác quan, một cái khả năng hơn người khác một chút thôi. Nhưng mà làm gì làm, đối với em, cô vẫn là một người vợ bình thường như tất cả những người vợ khác. Còn về phía mình á, thì ví dụ như lúc nào mà mình cần phải show cái hiểu, cái là những cái khả năng đặc biệt của mình ra thì mình show, để mình ngăn chặn những cái mà không tốt đến cho gia đình mình. Còn ngoài ra là em bớt tất cả những cái điều đó lại, để tạo cho chồng em một cái cảm giác là chồng em với em là một hai cặp vợ chồng bình thường, và có những cái mà anh vẫn có những cái riêng của ảnh mà em không bao giờ biết được. Tức là thường nó là như vậy, em hiểu chị không? Giống như em cứ đặt em vào địa vị chồng em đi, có nghĩa là em bị nhìn thấy hết á. Em bị nhìn thấy hết luôn, em không có cái gì mà của riêng em hết trơn á, tự nhiên là mình sẽ cảm thấy mình chông chênh dễ sợ. Đúng không? Tâm lý của đó, em bây giờ. Tâm lý là như vậy. Thành ra cô cảnh báo cái cô đó mà em chưa có một cái phản ứng gì, em chưa kịp làm gì mà cô đã nhìn thấy được một cái tương lai có thể đâu. Em suy nghĩ là có thể có là như vậy đi, nhưng mà hiện tại em chưa có, mà em bị nói và cứ cảnh báo làm cho em rất là ngột ngạt, bị áp lực. Em trong khi cô dư thức em rất là yêu thương vợ con gia đình, bởi vì là hai đứa đến với nhau là không có một cái gì còn bị ngăn cản này kia nữa, thì tới giờ phút này không lý do gì để mà em nói chung là tương lai không biết, mà hiện tại bây giờ bằng khẳng định là chỉ có vợ em thôi. Em không vợ và con thôi, đúng không? Vợ và các con chị thôi. Chỉ nè, mai mốt vậy nè, mai mốt em thấy cô nào mà em thấy không có an toàn á, thì em chỉ cần nói nhẹ với chồng em là anh ơi cẩn thận cô này, rồi hết. Không cần em cảnh báo anh nha, em cảnh báo anh là nếu như bây giờ anh mà tiếp cô này thì sẽ thế này, sẽ thế nọ, tương lai sẽ này, em đừng thèm nói nữa. Và em phải nhớ mặc định trong đầu là chẳng hạn như khi vợ em đã nói là anh ơi em thấy cô này không được, là em hiểu rồi đó, em hạn chế lại đó, vậy thôi. Mình có một cái gọi là sao, những cái tín hiệu riêng cho đó, nhau vậy đó. Nhưng mà bớt lại. Rồi bây giờ nè, với một người phụ nữ đã dành cả một cái thanh xuân cho mình, cho mình tất cả và cho mình cả cái tuổi thọ 10 năm trời một cặp kỷ để đổi lấy ngày hôm nay. Thôi bây giờ cái vấn đề tâm linh đó anh cũng không hiểu, nhưng mà trước mắt là thấy được cái sự chân thành của người phụ nữ này, của người vợ này. Thì hôm nay nhân sự kiện là đến với chương trình này đó, thì em cũng muốn bày tỏ một cái tình cảm gì đó với người vợ của mình hay không? Một cái gì đó đặc biệt cho vợ hay không? Đó, với một người phụ nữ có khả năng đặc biệt này. Đừng nói là nhìn thấy trước nha. Dạ không, hồi xưa giờ em toàn đi tỏ tình người ta, nên là cuộc đời em chưa bao giờ có ai tỏ tình, chắc chắn là em mong muốn điều đó. Thôi bây giờ không nói nữa, hãy để người ta nói nha. Hãy để người ấy nói và người ấy hành động. Đứng lên đi cưng, đứng lên đi hoàng tử bé nhỏ. Sao nha, anh với em thì cũng bên nhau cũng hơn 7 năm rồi. Đứng trước mặt nè, đứng lên đi em, cũng đứng lên luôn cho nó hai vợ chồng nó nhìn nó rất là hơn 7 năm rồi. Anh cũng chưa giờ có một cái gọi là cái gì nó đặc biệt và bất ngờ gì cho em cả. Hồi xưa thì hai vợ chồng mà cưới nhau lúc đó khó quá, nên là mua một cặp nhẫn cưới 1.6 triệu ở ngoài chợ Bà Chịu á, đeo mãi tới giờ thì cũng chưa có thay. Anh thật sự là anh cũng muốn bất ngờ là sẽ mua một cặp nhẫn mới cho vợ chồng mình. Anh cũng suy nghĩ mấy đêm nay thì anh nghĩ là thôi cái gì nó, cái đôi cặp nhẫn này nó sẽ là cái cặp nhẫn cưới đầu tiên và cũng là cặp nhẫn cưới cuối cùng, nên anh sẽ không có thay nó, mà anh sẽ mua, anh sẽ tặng, anh sẽ tặng cho em ngày hôm nay một cái nhẫn mới, một chiếc nhẫn gọi là nó chỉ là một cái vật chất bình thường thôi, nhưng mà nó sẽ là một cái ý nghĩa thể hiện cái tình yêu, tình thương và tất cả những gì anh mong muốn em hiểu và cảm nhận tình yêu của anh dành cho em và các con nhé. Có mua rồi. Tiền đâu mua vậy, vợ giữ hết rồi. Nói vậy chứ ít nữa là cô cũng sẽ thù, cũng phải trả cái thẻ này thôi. Đừng nói vậy chứ, nói vậy nó mất cái đi. Mất tình, mất vô tình. Ai nói vậy thì biết. Thì ngán sao nói vậy. Ít mượn nữa về thanh toán thì tính sao. Thu lại lời nói. Không, thu lại lời. Thu lại. Đề nghị chương trình không được dựng cái câu nói đó vô đây. Đó. Đây. Ngộ một cái là vợ chồng em á, sai chân cũng một sai. Em đi mua giày cho cổ, em chỉ cần vừa cái chân em là vừa cho cổ. Em đi mua nhẫn chỉ cần nó vừa cái tay em là sẽ vừa cái tay cổ. Đâu bây giờ đeo vô coi nè. Đây nha. Anh chắc chắn rằng em sẽ mãi mãi bên anh và các con. Anh đeo hai chiếc luôn kìa, trời sướng quá. Rồi đó, ơi đó. Rồi bây giờ đeo nhẫn rồi, giờ có hành động gì nữa không? Cảm ơn anh. Không cái thôi. Sao hôm đó? Hôm ôm hai chồng ôm nhau được đó, trời ơi dễ thương. Hay quá. Bây giờ cặp này chắc mình bóc quà trước đi. Bóc quà luôn tại đi. Tại vì có em bé theo mà, đúng không? Dạ, đúng rồi.